Rồi, chào cô chú anh chị mình ha. Bữa nay là ngày 8 tháng 5 năm 2024. Bên cửa hàng Trường An của em thì xin gửi lời chúc cho những cô chú anh chị mình đó là ủng hộ đồ bên cửa hàng của em ha. Và cũng xin chúc sức khỏe cô bác, cô chú anh chị mình đó là đang xem kênh của em ha. Thì bữa nay thì vấn đề là em vệ sinh lên được một số con máy bơm để phục vụ cho cô chú anh chị mình sử dụng ha. Thì máy á, mùa hạn á, thì mình tưới đồ, còn mùa mưa này á, chuẩn bị mưa á, thì quay lại là cô chú anh chị mình hổng gài, cũng có những cô chú anh chị mình đó là cũng có mua những cái máy bơm này nè, bự có nhỏ có để dành đó là đặt tại chỗ rồi đó, rồi đặng bơm nước trong nhà ra cô chú anh chị mình đây. Rồi những cái khu công nghiệp đồ đó người ta bị bí bích đụng ở dưới giờ này, mưa tới là bắt đầu quay qua lại là phải bơm nước ra, mà nó đi theo lạ lắm, yêu cầu mưa nước ngập là cúp điện. Cúp điện thì điện mình xài không được, nhưng mà máy á, máy thì mình sẽ chạy được ha. Thì bữa nay thì em cũng còn một số con máy bơm thôi, rồi em giao lưu với cô chú anh chị mình. Thì máy thì em dọn lên ngày nào thì em bán tiêu thụ hết ngày đó, bởi vì không không có còn không quay nhiều hết cô chú. Thì đầu tiên á thì em quay lên cho cô chú anh chị mình á, là một con Honda GC135, là công suất của nó là 4 HP 4.0. Máy này là máy Nhật nha cô chú anh chị. Nó hình thức của nó vậy nè. Tem này thì mất rồi. Có cái công tắc ở đây nè. Nó không có công tắc, em chế công tắc trên này ha. Còn nói chung là của nó nguyên zin á. Bình xăng nhựa ha. Còn bơm này nè. Bơm này là cái máy này là nó xài là dạng là xăng bơm. Xăng bơm là cái bình xăng này là mình nó không bao giờ mà gọi là bị chảy xăng nha cô chú, bị chìm cháy nổ đó, cái vấn đề đó không có. Đó, là nó cái thằng này nó xài nó mi gan là của thằng xe mà xe mấy cái xe Sigut của mình gì đó, xe Sigut xài xăng bơm sao là thằng này nó gan gì đó ha. Bơm thì xài bơm Cushin, bơm bên này thì vệ sinh sạch sẽ ha cô chú. Bồ sáng chụp cò là cò chụp cò UHC ha. Và cái máy này á là về là nó cái khung nó bị, nói chung là không có cái khung, em lấy cái khung mới em bỏ vô nghe cô chú. Máy thì tình trạng là còn bao nguyên zin nghe cô chú. Rồi để em test máy cho cô chú anh chị mình xem. Để em coi cái gà này ha. Cái này mới lên gà, hồi nãy là không lên gà cô chú anh chị mình đây. Rồi máy nhảy nổi ha cô chú. Rồi cái con này là cái con đầu tiên, rồi đồ nghề em nó mất tiêu hết trơn, cục băng keo. Đây đây gặp rồi. Rồi con đầu tiên này là con Honda 4.0. Máy là tình trạng ngon lành mấy nghe cô chú. Đời đời cao nè, đời mới mình vợ. Rồi con này á, là em giao lưu cô chú anh chị mình là 2 triệu 8 ha. 2 triệu 8 cho con số 1. Ngày là ngày 8 tháng 5. Ngày 8 tháng 5. Con số 1 là em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu 8 ha. 2 triệu 8 là em bao bao ship cho cô chú anh chị mình ha. Nói chung thì vấn đề mua bán máy bên em á là cô chú anh chị mình cần muốn mua máy thì cứ điện thoại Zalo hay là điện sở thối cho em cũng được, trực tiếp cho em là qua số điện thoại là 093 4567 095. Là số đó em cũng xài Zalo luôn ha. Rồi á là chỗ em ở, chỗ cửa hàng em bán á, là ở tỉnh Kiên Giang nghe cô chú. Huyện thì huyện U Minh Thượng, xã An Minh Bắc, gần chợ xã. Thì hình thức mua bán máy bên em á, là không cọc 1.000 nào nghe cô chú. Cô chú anh chị mình cần xài cứ điện qua em. Rồi cái bắt đầu á, là em sẽ quay bên Zalo coi cho cô chú anh chị mình là trực tiếp con máy mình từ ngóc ngách ở trong luôn ha. Rồi cô chú anh chị mình đồng ý, rồi em sẽ đóng hàng. Cô chú anh gửi địa chỉ của em đóng hàng cho cô chú. Đến nơi rồi cô chú anh chị mình kiểm tra ở đúng như là em nói vậy đó, rồi cô chú anh chị mình là thanh toán shipper ha.
Nói chung thì bên đây là mua bán là những con máy mà dưới 3 triệu là em không có cọc. Bởi vì cái chuyện mà gọi là lừa gạt là gì đó thì điều đó không có đâu nghe cô chú. Thì cô chú tin tưởng cho em. Thì cái vấn đề nói một con máy là máy này bên em là bao cô chú anh chị mình là nguyên zin từ con ốc, là không bung không gã ghép. Là đặc biệt là như bình xăng con là phải có vệ sinh nghe cô chú, lốc liếc là có chà rửa. Rồi, vậy nghe cô chú. Con đầu tiên là 2 triệu 8. Rồi, con này em lên tiếp cho cô chú chị mình đi. Con này là con Mitsu. Con Mitsu này á, ở dập dịch này gắn hơi bị xéo cô chú. Để em sửa lại một lỗ đúng cho dập dịch cho nó ngay lại. Con Mitsu này là con Mitsu UHV GM91. Cái thằng này á, là công suất của nó là tương đương có khoảng là 2 ngựa 7 nghe cô chú. Mấy cái thằng Mitsu này nè mà cái đời mà gọi là ẩn sao nó có số lẻ gọi là số 1 á, chẳng hạn như là 91 nè, 181 nè, 231 cái gì đó nha, là cái con Mitsu nào mà gọi là GM mà có cái số lẻ số 1 ẩn sao á, là chạy cực kỳ bền nha. Những con máy đó là đồ đạc, nó gan những con văn gua của mình hồi đó mình xài vậy đó. Rồi để em quay tổng thể cho cô chú anh chị mình xem ha. Egin ha. Chụp rùa thỏ ghi luôn. Rồi UHV. Chụp cò UHV đẹp ha cô chú, nó hơi bị cắn mớp này, nhẹ nhẹ xí. Bô thì có tút đen lại ha cô chú. Còn cái đường ống xăng này nè. Ống xăng là ống xăng ghi luôn ha, ống xăng ghi luôn nó luôn ha. Bình xăng ghi luôn nó luôn ha. Ốc bô thì đen đen xét xét xí. Nhưng mà máy này là kia ốc á, kia em thấy là máy này trong lốc là còn đẹp nha. Bơm. Bơm thì nó xài ống là ống 34. 34 hay cô chú. Rồi nó còn chừa cho mình cái khúc co nấu gì nữa nè. Để khúc này nữa nè. Đi ngoài kêu đừng có nói chuyện để chú làm công chuyện. Rồi bây giờ là như bơm, bơm là vệ sinh sạch sẽ hả cô chú? Lốc điếc đồ sạch sẽ. Ở bình xăng này á, là bị mớp chỗ này nghe cô chú. Em coi kỹ cho cô chú mình nè. Em coi bình xăng trong coi. Rồi bình xăng ở trong thì còn như mới ha. Ở trong sạch bon kiên kiết à. Con cái vận chuyển về nó bị mớp cô chú ơi. Nước sơn nó hơi bị chốc chốc. Rồi áo là đẹp ha. Chụp cò thì nó lộn, chụp giật thì nó có hơi bị giống như nhâm 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 vậy đó. Rồi con này á, là cây con này con số 2 ngày 8 tháng 5 thì em giao lưu với cô chú anh chị mình đó. Rồi 2 triệu rưỡi cô chú ơi, 2 triệu rưỡi em bao ship ha. Ngày 8 tháng 5. Còn số 2. Con số 2 này làm bao ship với cô chú anh chị mình ha, 2 triệu rưỡi. Máy này thì cô chú trước khi em gửi hàng đi thì em sẽ gót xăng với nhớt đồ ra hết. Rồi là quay qua lại là em đóng cho cô chú. Rồi cô chú anh chị mình lại thì mua cho em chai nhớt với nửa xăng gì đó mình test máy, mình thử máy ha. Rồi đem test máy cho cô chú anh chị mình xem ơi. Rồi cô chú anh chị mình nghe ha. Tiếng ok ha. Quá trời garanti nhuyễn. Quá trời đã không máy. Nói chung là cái hình thức vẽ bề ngoài nó không có quan trọng đâu nghe cô chú. Nhưng mà tiếng máy nó lại chất, tuy rằng là bị cấn xấu vì nó bỏ bãi cũng mấy chục năm thời gian là nói gì nó xấu, nhưng mà cuối cùng tiếng máy nghe hài lòng nha cô chú. Quá trời nó đã không á, ganh thì nhuyễn như hết có biết vậy. Rồi con số 2, 2 triệu bỏ xuống con. Rồi tiếp tục con Honda đi. Rồi con Honda này,
Con Honda này là GX120 4.0 ha cô chú. Là bốn ngựa đó. Hình thức áo yếm đồ này kia em thấy nó còn ngon lành lắm nha. Có hơi bị chốc chốc xé xét một xí nhưng mình không đáng ngại. Để em coi cái nắp xăng, cái bình xăng này. Bữa nào em cũng bị nó chân ta, nó bị sale cô chú ơi. Nó sale có lượt rõ ràng, sale có lượt ở trong bởi mình lấy không có ga, bỏ lượt trong luôn đi. Rồi cái bình xăng trắng tinh luôn, để em quay lốc máy cho cô chú anh chị mình xem. Cô chú anh chị mình thấy rõ không, bơm sạch hay cô chú, Honda luôn ha. Ốc bơm này nè, sáng trưng nè. Bô nó còn tương đối lắm. Chụp cò OHV ha cô chú. Mình xăng Kenhill luôn ha. Ghi luôn ha, chụp ghi luôn ha. Dây giật, nói chung là ghi hết trơn đó. Rồi để em test máy cho cô chú anh chị mình xem thử. Kéo nhẹ chạy nhẹ chạy. Con này xài bơm nước để dành xài gia đình cái xài kỹ. Chắc 5 7 năm chục năm đó cô chú. Hỏng này là hỏng xài găng 60 ha cô chú. Rồi con này là con này con số 3 phải không con? Rồi con số 3. Con số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu 7 ha. 2 triệu 7 em bao ship cho cô chú anh chị mình. Con số 3 ngày 8 tháng 5. Con số 3 2 triệu 7, 2 triệu 7 là bao ship. Con Honda 4 ngựa 2 triệu 7. Tại vì máy giờ giá nó cũng hơi nhích nha cô chú. Em cũng hơi nhích hơn chút xíu. Mà 2 triệu 7 là bao ship luôn ha. Nhưng mà máy này thì em thấy hình thức thì nó còn khoảng còn 8 nút nha. Rồi bỏ xuống rồi. Rồi con nào đây? Con Kawa đi. Đây. Chứ mà ngày hôm qua hôm kia vậy em có quay một cặp nhưng mà em bán rồi một con ha cô chú. Thì con này thì em quay lên tiếp tục nữa ha. Cái con này á là con Kawasaki, nó tương đương có khoảng là gần 3 ngựa. Thì con này là zin toàn tập nghe cô chú, hình thức nó đẹp nghe, ốc ác rồi nè, sáng trưng nè. Rồi nó có chụp bảo vệ của công tắc mình luôn nè. Chụp cò OHV, bình xăng ghi nó luôn ha, mới chát luôn, bô sáng trưng luôn, mua ghi luôn cô chú ơi. Ốc này ha, ốc này nè là nó dằn cháy à, hết biết rồi. Có con ốc bô này nó dằn nín luôn, còn mấy ngóc này sáng trưng à, lóc liếc là nó đẹp. Cái này là hút xả 34 nghe cô chú, mình xài 34 đó, bơm là bơm sắp tay. Máy đẹp ha, tem là tem Lema ha, tem là tem Lema, tem này á là nó là cái thương người hiệu độc quyền của thằng Nhật ha. Mấy cái tem này là bền lắm nè, nó đi chung với Magu Mitsu rồi đó, là mấy cái tem Lema này nó đẹp, nó bền cực kỳ luôn. Còn bình xăng nhựa là mình khỏi coi trong ha cô chú, bao biết chừng nào mà xét, để 100 năm không xét nữa. Có cái nó mục nha. Rồi con này á là em test máy cho cô chú anh chị mình xem ha. Đầu tiên là mình đóng nghe ha, công tắc bật lên trên ha. Rồi ga, có thể là ga ga nhóm miếng nhẹ đây. Đóng em mới được. Con này là em ngồi em giật luôn đó nha cô chú, nhẹ giật. Mấy con này em để dành mình để trong nhà, để dành mình bơm là tháng mùa mưa tới cái đầu quay qua lại là có thể là bị nước ngập vậy đó cô chú.
cái nhà mình ở ngoài phố mà bị thấp thấp thì đó, bơm mấy cái tầng hầm gì đó là để bơm ra là cấn khự ngay cô chú. Ngày 8 tháng 5 con nãy con số mấy rồi con? Số 3 phải không? Rồi con là con số 4. Con số 4 này em giao lưu cô chú anh chị mình là 2 triệu 2 ha. 2 triệu 2 em bao ship. Rồi cô chú anh chị mình đó, thấy là ưng ý con máy đó đó, con này á, điện cho em. Rồi đầu em quay trực tiếp cho cô chú anh chị mình xem. Đồng ý cái đầu em lên đơn cho cô chú anh chị mình ha. Đẹp, rồi bỏ xuống con. Rồi con lấy cái con Honda thẳng mình đó. Đây là cái con Honda này là hôm đó giờ là mấy cô chú anh chị mình đó là hỏi em hoài nè, là kiếm con máy mà gọi là cút thẳng. À, con máy cút thẳng, con máy cút thẳng là mình để dành mình gắn mấy cái bơm mà tôi kêu một bơm 76 gì đó cô chú. À, bơm lùa em gì đó. Cực kỳ luôn ha. Thằng này thì cũng xài xăng bơm ha. Nó gan xe Sirius mình vậy đó, bình xăng hơn nhựa không sợ xét đâu ha. Honda FG 400 và tương đương khoảng 4 ngựa. Thì hình thức thì em thấy máy này cũng còn tương đối 7 nút được. Rồi á là con này. Hồi em đép máy cho cô chú anh chị mình xem ha. Ok, tại cái bàn này nó kêu nghe cô chú. Rồi con nãy con số 5. Con số 5 thì con này là con số 6. Hả? Mới số 5 hả? Con cá qua này coi. 4. Rồi con này con số 5 cô chú ơi, em lộn. Ngày 8 tháng 5. Rồi con số 5. Con số 5 thì này thì em giao luôn cô chú anh chị mình là ha, 1.8 triệu thôi. 1.800.000 em bao ship ha. Gắn bơm lùa cực kỳ luôn. Con này cái dòng này xài sên cam ha, y gan xe sao nó y gan vậy hay cô chú. Không có nền nó nhảy làm đầu đầu đầu. Rồi con số 5, mời bỏ xuống ra. Rồi tới bơm khủng long bảo chúa cô chú ơi. Ngày hôm qua em đăng cặp mà em bán rồi, còn con. Còn con bữa nay em đăng lên tiếp tục nữa ha cô chú. Con này thì nó nặng khoảng 30 kg đó nghe cô chú. Rồi con này là cái gì? Mitsubishi GM182 B là cút thẳng, make in Japan, dập giật nhựa, bình xăng nhựa, bao không xét, gin, bô gin lưng mà nhiều có tút đen nha cô chú, rồi ống xăng gin luôn ha, bình xăng gin luôn, chụp cò thì ố một xí, bơm thì vệ sinh sạch sẽ ha, ống hút này là ống hút 90 nha cô chú, khủng bố luôn, 90 luôn, nè, bự nè, bàn tay em vậy là nó bự nè, khung này chắc chắn ha, nhưng mà lính em vệ sinh sạch sẽ chứ nè. Rồi để em test máy cho cô chú anh chị mình ha. Bây giờ là mình sẽ đóng nghe. Rồi nhóm ga đại miếng đi. Dịnh nghe đừng, tại con máy nó nặng lắm. Quá wow, trời nó mạnh con máy. Rồi con này là con số 6. Thì con số 6 này thì em giao lưu cô chú anh chị mình nó là 3 triệu 8 ha. 3 triệu 8 để em bao ship cho cô chú anh chị mình. Nhưng mà con máy này là cọc cho em 200. 200 em mới đi được kìa cô chú. Số 6 3 triệu 8. Tại con này là giá trị nó cao.
thứ nhất, thứ hai là nó hàng nó nặng thì là bắt buộc là cọc cho em 200 em mới đi đơn được, thì 200 ngàn đó là nó sẽ vô đâu? Tại cái phí con máy này á, là em gửi đi là em tốn phí gần 200 ngàn, 140 mấy, gần 500 ngàn, thì giống như cọc cho em 200 thì em mới đi đơn con máy là được. Còn mấy con kia khỏi cọc cô chú, tại con máy kia nó nhẹ, thì cái giá thành đâu kia thì mình nó nhẹ thì mình lại đi cái phí nó rẻ hơn. Con máy này nặng, giá trị cao thì bắt buộc phải cọc cho em mới đi được. Nó nổ garanti thì thầm hay cô chú. Con này là bầu bơm khủng bố luôn nha, lưu lượng nước của nó là tới 1.000 lít trên 1 phút nha cô chú. Không phải vừa đâu. Thì bữa nay thì em dọn máy là không kịp cô chú ơi. Thì em quay tới con số 6 thôi. Còn như cô chú anh chị mình muốn xài máy mà chẳng hạn như mấy chị xuồng mà cốt xéo rồi kia thì bên đó em vẫn còn ha cô chú. Thì kết thúc video tại đây thì em xin chúc sức khỏe cô chú anh chị mình đã ủng hộ bên kênh của em. Thì em xin chúc sức khỏe cô chú chị mình ha. Rồi cuối video á cô chú anh chị mình cảm thấy thích em hay là khoái khoái gì đó cho em xin một lượt đăng ký đi với một lượt like hay cô chú để em có động lực rồi em làm clip thêm cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi em chào cô chú anh chị mình ạ.